Vô sông nước nè, đánh đó nhà mát gửi luôn. Trời ơi đẹp quá, đẹp luôn. Nhà ấy miền Tây mình thấy đẹp không cả nhà. Ôi con cua, ôi đã, ôi con cua nè, trời ơi hai cua nó ăn nữa, bốn cà phê nữa nha. Ô là chờ có phi con nào nó bự bự không, thì mình cuốn đi thôi. Rồi sức lên con cua rồi. Sức lên con cua rồi. Rồi cơm mình đã xong rồi nha ơi. Mời cả nhà dùng cơm với mình nha. Đây là cá, cá phi kho tiêu nha. À, đây là cái món lẩu cơm mẻ. Mình ăn với hái rau muống nha. Với đọt đấy. Quá ngon rồi nha. Mời cả nhà dùng cơm chiều với chồng mình với hai đồng hai nha. Bữa nay hai đứa em nó vô với đứa cháu vô nhà mà đẩy nó canh chua rồi nha cả nhà ơi. Lưới này cá này là hai chồng em đi thăm á bộ. Mời nhà dùng cơm nha. Cả nhà dùng cơm. Mời được. Anh chị em cô bác ăn cơm nha. Được trải nghiệm nè, đi ăn lưới vô làm món ăn ngon nè. Hello, chào cả nhà. Chào cả nhà. Hôm nay mình vô nhà anh hai, mình đi thăm lưới cả nhà ơi. Chị hai có đặt giăng tay lưới ở dưới vuông rồi nè. Giờ hai chồng mình vô mình thăm nha. Chị hai sợ mình vô trễ rồi thăm giăng lưới nữa là lâu. Nhà giăng trước, giờ mình vô hai chồng vô thăm nha. Chúc cả nhà có buổi chiều thật vui vẻ hạnh phúc nha. Rồi giờ mình đi thăm. Chào nhà anh hai ơi. Chào cả nhà nha, đi thăm lưới. Rồi mình đi. Cả nhà mình đi nha. Về đi thăm. Dạ, chậm liên xô nha. Đúng nha. Tại sao đi được? Gì? Đây là cái kéo gì không? Mình đi xuồng cả nhà ơi. Nãy mình đi xuồng vô rồi, giờ mình đi xuồng nữa. Dạ. Có hai mẹ con đi nữa nha. Xuống đây ngồi. Em lấy đồ tắm nước em. Nước cho nó khô. Ôi. Cái nhà hồ cái gách này nha. Quá trời gì nè. Bông với trái này, trứng nè. Là cái gách đó nha. Cái nguồn gì nước này vừa ăn chưa anh hai? Chặt lên ăn anh hai ơi. Chiếc xuồng ở đây đi trong vuông nè. Rồi anh hai cũng để đại rồi, anh không có rửa, hơi dơ tí à. Đây à. Ôi dính khô nè anh hai. Để. Cuốn xuồng á, không có cạn gì vậy. Mình đi thăm lưới nha. Thăm lưới coi có cá có cua gì lên làm cơm ăn cơm nha. Xuống xuồng được con cua rồi. Anh hai mới đi làm về mà có giang xuồng anh hai vô á. Giờ mình đi nè, đi ra vô. Đã cả nhà. Mình ra vô sông nước nè. Đánh đó cả nhà. Mát gửi luôn. Trời ơi đẹp quá, đẹp luôn. Nhà ấy miền Tây mình thấy hai nhà làm cơm rồi. Ồ sâm nè, coi nè nhà sâm nè. Ô là trời quá trời lá luôn vậy. Nó là sâm nữa nha. Lá sâm mình giò ăn á. Tốt không biết rồi. Bơi. Bơi. Ngồi quay quá mặt ra trước cái trời. Bơi bơi. Ủa giăng lưới đâu anh hai? Ở cái nhà còn theo chân anh em mình nha. Coi chăn lưới dính được cái gì đây. Có ít có nhiều nhiều. Ở quê mà. Ủa giờ lúc nào? Người dân người kiếm nè cả nhà.
cảm giác được đi về quê á, trải nghiệm mấy cái đi câu cua nè, đi đặt lợp cua đó, vui lắm nha. Kìa kìa kìa, ô hai con, ở đây này con nè, đây con nè, cũng ngủ này, cũng đi, ô ngược nắng rồi, qua lên trên đây, ngược nắng là nó không có sáng, được hai con rồi, cua hả? Đâu cua không? Này này nó dính cua nha, đâu 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 sâu quá vậy ơi, con cua mới lớn rồi hả, nó ăn bánh cua tiêu rồi, ăn cá tiêu rồi nha. Trời ơi cá huy nè cả nhà ơi, đã ôi mà con cua nè, trời ơi hai cua nó ăn nữa, bốn cá huy nữa nha. Ô là trời, cá huy nào nó bự bự không, mình cuốn đi thôi. Rồi sức lên con cua rồi, sức lên con cua rồi, ngồi cua lớn đây ăn gì nhỏ nha. Ôi trời ơi sáu con cá huy luôn, bự cả bá luôn. Thôi mình cuốn đi, cuốn mở thùng đi, coi như ngày gỡ sao đi. Ô trời ơi đã, nguyên con qua đây nè, nguyên không lại ngồi ngồi bên con bắt hai đi, con cuốn nè. Ôi bữa nay cho em tự tự tay và tham lưới đi, bá chị cắt đi uống luôn nha anh hai. Này cá phi làm món nào cũng ngon, ăn cua nó ăn banh hết trơn, cá trơn trời. Cái này dính ra cá nó cua, thấy mê chưa? Lưới này văng có khi nào dính con sú không anh hai? Cái này có con cua không? Thấy bị này vậy hả? Xét chưa? À đây con cái này nha. Ui có bị bụi chùa báo nu trời. Ui ăn nước quá. Ngồi đây nè. Ôi bự nào. Chà bá lửa luôn. Cá quay cá. Ồ ở đây con nữa nè. Đây con nè. Ồ này cái nhà đây con nè. Ui đã chưa, đã chưa. À cái này, cái này cái gì sâu vậy? Sao vậy? Ê cua bự, cua bự. Ồ cua vậy, cua nè. Ăn banh cá luôn á nha. Hàng kia nghỉ sâu quá mà. Ờ sức rồi, gửi ra đi, ra ra. Ra nhà đó đi, hồi nó lắm. Thì chặt em đó chứ. Ăn con cá nè nha. Ở thì cá phi rồi, trời ơi. Đó bên kia ăn cá nè, còn gì cá trời. Ôi được rồi, được mấy con cá đủ ăn cơm chiều rồi cả nhà ơi. Thấy miền Tây thì giống sống dễ không? Chẳng có lưới có cá ăn à. Ờ, cá ăn. Ô đây con nè. Ô cá nhiều. Đây con nè. Đây con nè. Ồ. Hàm cá quá quơ quá cả nhà. Tại vì quơ rồi. Tay lưới này tay lưới mới à. Ơ dính dính lưới. Có thằng con nữa. Rồi đồ, đồ cá ăn nè. Đây mình mình làm món đi. Đây đừng con. Đây đừng con cuối cùng của chiều nay. Hả? Hạp cua nè. Thì bắt mấy cá, gỡ mấy cá hư đi em. Gỡ mấy cá hư đi. Thì bên hay là thả hạp cua đấy. Thả đi. Hả? Nè nha, cái gặp cua nè nha. Đó gặp cua nè, cái đầu mình hồi học cái con cá cho mày nè. Thôi, bây giờ được mớ cá rồi, giờ mình gỡ cá rồi nha. Xong rồi mình sẽ đặt gặp cua nha.
À, mở cái nhà theo chân mình thả gặp cua nha. Thả dài lên trên thế này. Xéo quạt, xéo lại, xéo quạt, xéo lại. Mình có 6 cái nãy giờ mình cắt cá ra mình làm nữa nha. Mình giá nó dài mấy cái gặp lỗ lỗ á. Đặt cho mấy con nha. Mình thái cái mùng này nha. Cái nhà coi được nó nhàm nha. Tại vì vùng quê mình thì mấy món mùng này thì nó làm hoài à. Thì là ở nhà xem thì mỗi một cái cũng đặt cua nhưng mà theo miếng vuông khác nhau nha. Này do con gái mình làm camera ra nha. Mình đặt nha. Rồi thái thôi. Đây cái này thôi. Dễ lắm. À, hai cái. Mình làm cái phao nè. Cái phao để mình biết cái chỗ nào là cái gập á, cho mình dỡ lên. Cái gập này là làm hoàn thành cái gập này là 90 mấy ngàn á. Này nó cũng lủng 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 nè. Thế nào anh rảnh về anh sửa lại này, nó cắn nè nha. Cái này gập đi nóc anh hai. Gập đi nóc. Còn tự làm nhà lên á. Một cái gì là 90 mấy ngàn. Gập cho nhỏ ngã ba để cho nó qua khỏi là chính anh. Xích kia tí. Nó qua đây qua lại nè, nó qua đây nó thay dính nó thôi. Ba cái đó. Rồi lẻ vô lên mình cóc cái đi. Cóc lên. Được rồi là cái con cua là phải cóc luôn đó. Cái con này chắc là nó không có động đó. Cái cây này nó hơi đóng không xét. Lâu ngày nó xét. Vô đi dính vô anh hai cho hết á. Bắt con gạch ra có tiền. Xui theo cái đường mương kìa. Chỉ hai cái con cua mà lũng lỗ lên dưới không sao. Hai cái nữa. Cũng là trên luôn. Ủa. Ủa bốn cái hả? Vuông của anh hai thông quá ha. Hả? Bốn cái hả? Bốn cái hả? Hai cái đây, hai cái. Hai cái chặn cái lú đi. Cái chặn cái góc bên đây. Góc bên này nè, mắm bên này nè, cá xéo gì đó. Dưới đường ấy mà thả lại giữa sông cặp mé nó có già. Cái cuối cùng. Khoảng 2 tiếng hồ sau mà nó thăm cái nhà ơi. Mẹ này làm lưới được chưa cá rồi. Cái đè này, cái đè. Được cái đè cá rồi. Cái này hơi quên phòng nè. Rồi vui con nhỏ ra đi. Con bự thôi. Hồi sau thăm nha. Rồi. Giờ gỡ còn nhóc cá cua nè. Bây giờ mình đem vô nhà mình gỡ nha. Anh giết đi. Đây một cá thôi trên nhà coi. Ừ. Một cá nè. Cũng cá ký mấy à. Rồi mình đem vô nhà gỡ đi chứ. Nhất nắc luôn. Ở quê mình có gì thì dục nắc. Đi vô nhà anh hai gỡ cá nha. Có đọt quế kìa. Đây. Được này gỡ luôn. Đó, đây cá phi nè. Con nào nấy nó uống mềm luôn cả nhà. Nó ngon gì đâu. Mềm. Có con cua này nó sức già để ngồi cắt. Cua nó coi cứng không cứng thả ra đi em. Thôi luộc luôn. Thì có nhiều ăn nhiều. Nãy nói rồi mà, có nhiêu nhiêu mà. Mình xong xong lưới rồi. Đi chút xíu vô có được một cá nè. Cua này hả? Ủa sức không kìa? Cua này nó sẽ... Để rồi gì vậy đại? Trời xé lưới. Nó sợ gì đó, sợ gì mà hồi nãy không dám đi đó. Đi nó gỡ rồi đó.
lưới chắc lắm chứ bộ. Cái mực lưới to. Đâu ra nổi đâu. Ủa nãy cua đó. Hai con cua là con cua. Còn có cái xuồng nữa. Rồi. Còn có cái xuồng á trong chỗ cái bọc á. Nãy cái ba con nãy giờ còn có hai con nè. Có cá không? Có bột nữa. À thôi. Cá huy nào nó nú nè. Em vô đây bảo chị hai với hai nha. Có gì đâu. Tự nhiên. Tự nhiên ra. Nhà. Ê, chứ ba không vô hết hả? Con đâu con điện chứ ba, chứ ba vô không? Vô cha chạy đi nước. Đâu. Vô nè. Vô. Vô cá đi. Đi về dính chứ thôi. Vậy đi văng cây lưới giác này á, không có mũi nha. Chứ có mũi vừa văng mà vừa gỡ gì đây chắc mũi cắn hết máu á. Vậy em gỡ đi ha. Nhúm lửa. Rồi mình đang lưới rồi, giờ đi qua đây mình hái mấy rau muống nha. Đây rau muống đang xèo cũng nha. Rau muống về mình nấu lẩu cơm mẻ để ăn cơm chiều nha. Ồ rau muống non non không nè em. Chị hai á, hái bên đó. Con hái đi con. Con lựa cái đọt non non á. Thừa, hái nè. Đọt non nè. Đó đó. Ừ, cái đọt non non đó con. Để viên hái cho con giao. Chó thử cho luôn. Đi qua xin rau muống cặp nhà nè cả nhà. Bên nhà chị hai nuôi vịt nhiều quá cái ăn không còn. Giờ đi qua đây xin. Rồi nếu nhà không có nhà hái đại luôn. Hai trước đi rồi hồi gặp cái sinh sao, hồi điện quen mà. Chứ để lạ lạ cái này, hái cái này là về có vấn đề à. Mình hái đi cái hồi mình điện xin. Là điện xin sao nha. Sao? Cái này bữa nay. Cả nhà đi đâu hết à? Chưa đủ ăn này đó. Được, đi đủ ăn này. Đủ ăn này thì về mình về hái mới chai nữa đi, cái chai nãy đó. Một nắm. Rồi đi về hái rau chay mày. Đem rau chay non rồi nha. Còn nhút luôn á. Rau chay cá kho lạc mà nhúng xào rồi nhúng ăn cũng ngon nha. Ngon lắm. Rồi lẩu mắm cũng ngon. Rau gừng á. Làm món nào cũng được. Rau gừng nó ngon lắm nha. Rau chay này ăn nó cũng chi bệnh á. Ai bị đường cao á. Ăn này cũng bớt đường nè. Uống nhức khớp nữa không? Ừ, nhức khớp nữa. Nói chung là nhiều công dụng lắm. Cái non nè. Nè. Cái non nè. Cho cái bọ lên tên không? Hồi mình đi kiếm cái đường cho nước là ăn được. Ở đây á, trong anh hai nhiều vừa nước. Còn ngoài em kiếm một buồn ăn không ra. Một buồng ở chợ bán mấy chục ngàn mà mua không có. Nè, tốt rồi. Ồ, tốt rồi. Có thì không ai ăn. Dạ, đủ ăn rồi. Nè, cầm đi vô nữa. Cầm nó không? Đó, đã có thằng rồi đó. Anh hai chồng mớp rồi, cho nó bò lên đây. Để bữa đi đây có mớp ăn. Có thịt ăn cũng ngon. Vậy đợi mớp đi. Nào cũng thèm hết. Để mớp bò lên đây lấy lá. Dạ, mình vô làm món cả nhà. Rồi cơm mình đã xong cả nhà ơi, mời cả nhà dùng cơm với mình nha. Đây là cá phi kho tiêu nha. Đây là cái món lẩu cơm mẻ mình ăn với hái rau muống nha. Với đọt đấy quá ngon cả nhà ơi, mời cả nhà dùng cơm nha, bữa cơm tối nha. Mời cả nhà ăn dùng cơm tối với hai chồng mình với anh hai nha. Mời cả nhà dùng cơm chiều với chồng mình với hai chồng anh hai nha. Bữa nay hai đứa em nó vô với đứa cháu vô nhà mà để nó canh chua rồi nha cả nhà. Lưới này cá này là hai chồng em đi thăm á bộ. Mời cả nhà dùng cơm nha. Cả nhà dùng cơm. Mời đây. Anh chị em cô bác ăn cơm nha. Được trải nghiệm nè, đi ăn lưới vô làm món ăn ngon nè. Này là canh chua của mẹ nha, ngon lắm. Lâu ngày em vô có gì đâu đãi đâu, dân cái phi lên đãi cho nó. Vợ chồng em quý nhất là cá
Ủa nè. Muốn mua có nhưng mà cá không phải muốn mua có đâu, đi ăn cực lắm. Ở nhà miếng cá kho. Canh chua cơm mẻ là có gì chú cây ấy, chú cây chát. 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 Chát ngon lắm ha. Cái mùi cơm mẻ nó thơm quá chị hai. Vậy sao con lấy gắn thôi anh thưa con. Sao không? Ồ, ông ế rồi. Biết chỗ ấy không? Cái đại chén dơ trên đó đó con. Con mẹ ở quê mình nó nuôi không nha. Còn ở chợ ấy mua nha. Ở đây mình nuôi không à. Mà cả nhà ăn hứa cá kho khô đi. Ăn canh chua cá kho khô. Cá nhát. Nãy vậy nó hiểu cá phi. Bây giờ cá nát. Cá nhát kho khô. Ngon quá. Con cá phi mới bắt lên nữa nha. Có nguyên. Đẻ ra mà hai à. Đó nha. Đó. Thịt nó trắng tinh luôn á nha. Rồi ơi. Vậy mới đã. Em mở cái nhà nha, ở nhà miếng nha. Cá phi kìa. Con cá thịt bùi luôn nha. Nhà miếng vuông nha. Nhà miếng vuông là thịt cá đó chứ không ngon nó nhạt à. Còn cá là thịt bùi, thịt dai. Dĩa để cá cho nguyên dĩa. Em chán. Em chán không chứ. Anh hai, lẽ là ăn ké nó ngon hay là ăn cái thịt cá nó mới văng lên nó ngon? Không, nó bùi lắm, nó bùi lắm. Nó bùi nó văng lên. Mới văng lên không? Ngon. Tính đâu đi ăn ké là nó ngon. Thì chiều tính kho chế giác này mà thấy còn cá kho tiêu không? Có chế giác hả? Với có khi lạ miệng đi đâu á ăn ngon hết chứ. Anh em đâu có văn để sẵn đâu. Chiều như muốn ăn rồi phất lưới ra văn mấy con vô đủ ăn thôi. Tính ra vô anh hai cá mà lớn chứ, mới văn hút cá đây à. Mà bự chứ. Thấy nhờ. Nhiều người lên hỏi nó hút cá gì là thiệt giống hết trơn. Lấy gì cá ăn. Nói nhờ, mới có mấy tháng rồi, mới bự vậy đó. Cá phi mình mềm lắm nha cả nhà. Mới 2 tháng mấy. Mới văn lên. Nó nào ngay gì cũng không phải là máy thuốc, nó cũng vẫn xanh lại, nhưng mà cái này là thuốc hơn nữa luôn à, còn chừa lại một phần. Cái thuốc xong cái mình xả ra cái nó làn ra cá màu ra, lên cá lớn, màu lớn hơn. Không có gì. Nhưng mà tự cá nó sinh sản ra thì phải từ 7 tháng mới có cái phi à. Mà con cá phi Đài Loan chứ không ngon bằng con cá phi ruộng mình á. Hôm qua chú ba đi mua ký 20 ngàn. Có phải vậy? Ừ, mua rồi. Mua đâu? Hai chục ngàn. Còn cá phi nó mềm ụt. Gắt một cái nó nứt cái thịt ra. Mà cái nhà miếng cá phi nó cơm mẻ với mình nha. Thấy con cá là cũng ăn liền luôn á. Ngon. Rau nữa, đâu đừng. Ở quê đã đốn tiền lắm nha. Đồ ăn không thiếu. Bắt lên có cá ăn nè, rồi rau đặt coi rồi vô. Có nồi canh. Rất ngon luôn. Ở quê thì buồn để chơi muốn ăn thì ra đi loại vòng vòng hái rau rồi bắt cá với vuông lên là có không là cơm ăn được. Ngon. Mà em thấy về đây cái thấy khỏi tay. Chắc chiều lại khỏe, ai không làm gì xô bộ chứ. Còn có khi ở ngoài chợ chứ chắc tối chắc này đâu được nghỉ. Còn chưa dọn đồ nữa. Còn dọn đồ ăn cơm mà. Được là 9-10 giờ. Bắt ở nhà cũng rau đấy. Nằm chưa đi chơi tới sáng này. Sáng dọn đồ nữa. Nó đặng nãy mất kia sáng như là thức dậy mở cửa ra bán rồi. Còn này sáng thức dậy mới do gà vịt ăn rồi mới đi ra tới chợ, mới mất mấy tiếng hồ mới ra tới chợ. Một bữa bị mất mưa ướt mấy hết trơn. Đi vô nhà anh hai chị hai cực á, đi xuồng rồi. Vui chứ, đi xuồng là vui. Chắc đi xuồng cũng cỡ 10 năm nữa. Mới có lộ chứ đường này giờ muốn kiếm lộ hay cần nào bé Quyên có chồng là có lộ á. Chồng bé Quyên đi vô bắt hai có chồng chở vô bắt hai bé Quyên kiếm phi đồng đéo họ có nước gầm nước lớn gì để ra xuồng được không? Hỏi thì cá ngon nha.
cơm chứ mình là phổi khỏe, nó bay cắn hoài luôn. Xung quanh là ở cây không à. Ở vuông ở quê mình đó nha, thoải mái lắm. Ai đi xa cũng muốn quay về, thành ra năm nào á tốt nhất cũng người để về đường quê hương mình đó, từ ở thành phố ngược về tới Cà Mau mình là kẹt xe cũng nhất hết. Lý do sao về đợi giờ thì vài tiếng đồng hồ tay đang đợi, lý do á cần một cái chỗ về có cái quê hương nó về. Cực khổ cái nào khi đợi 5-7 tiếng đồng hồ và trời nắng nóng mà kẹt xe ở đó chẳng muốn quay về quê hương. Nhưng mà quanh năm chỉ có mấy ngày Tết mà phải tranh thủ về quê thăm bà con rồi. Xa quê tụi Hiệp chi Diễm My thấy đồ ăn á, đơn giản như vậy đây nè, mà muốn ăn là canh chua mà cá phi thôi, chăn lưới lên liền cũng có. Con cá phi này muối hơi hơi mà chiên cũng ngon nữa. Đó, nói gì nữa, chi lớn nó không thèm cá phi của mình nè, du khách nó không thèm. Cả nhà con cá phi nè, trắng nó thịt nó mềm bông luôn à, cá tờ mới đứng lên á. Nấu canh chua á, rồi mà cơm mẻ lại nha, mình bỏ với chú chát vô nè, rất ngon nè, ăn nó bùi bùi lắm. Ở vườn kiếm cá nè, kiếm rau vườn sẵn cũng có tốn tiền vậy hả? Chuối thì rau này cay á, đâu ăn liền đâu, ăn nhiều cắt nhiều. Quyền bữa nào vô hai trên nữa nha. Ngay vài bữa ăn nữa cắt nữa là nó để ra hoài, hồi mình chặt nguyên buồn vô ăn thì nó chín ăn không kịp, không bao lâu còn quá này thì phải được rồi. Bữa nay cơm bao nhiêu mà cứ ăn thoải mái à. Con cá nó non rồi, nó đang đầu cá đường xe đó. Thứ ba ở vùng quê nó có đặc điểm ăn riêng, hình như bên nhà mình có bắt nhạc á, nghe mở âm đi thôi cả nhà. Mở âm đi không, bắt nhỏ không nghe không. Rồi cả nhà ăn cá ngát khô khô đi, ngon quá. Ở quê là chiều là gần trời chỗ nào cũng nghe hát nhạc hết á, lạnh nay nó hát à. Ngay giờ cũng đi quay cái lượt clip cực lắm nha, hầu như là mỗi nhà có mỗi cái thùng cờ phéo á, quay thì bị âm bị bản quyền thành ra khó lắm, nghe quay nhiều cái clip quay rồi bỏ nha. Cá này ngon quá trời nè, đừng có chuyện người con cua mê mà ăn cua á. Vô nay đi bữa nào mình rảnh vô nhân nữa, mới vô nữa thì còn nhóc lâu lâu đi, lâu có vô một chuyến để vô ngoài cá chưa kịp lớn. Cái gì không có chứ cá thì bao, hai chồng em dễ sống. Nhưng mà không đòi hỏi gì, ăn là cái gì ăn mấy à, có thịt ăn thịt, cá ăn cá. Cái lưới còn neo không? Cũng môi trường nào sống cũng được hết, ăn kho khô muối quẹt có khi ngon, còn thịt thì có khi mình đổi bữa thôi chứ ăn cá hoài nó đâu ngán không. Em thích có con cá phi nào bự bự không? Dạ, con nó giống vậy ạ, cái cứa gà giống như cá lóc mà nó hay coi vừa đủ ăn một bữa thôi, nó ngon ngon con con một à. Cái đó mà có tóc mỡ bỏ vô nữa ha. Dạ. Còn mình dưới lên miếng tiêu cả trời. Bể một cơm rồi. Thư trời mưa lạnh lạnh nữa. Trời mưa lạnh lạnh này ha. Ăn vô nữa. Cá gấp nhìn cái đầu nè. Mình coi nó con nè mới ngon. Cái nhà nó ăn thử coi cái món vô giác của mình, nó tình chua chưa? Chua mẻ à? Mà cái chuối là phải nó dạy như nó hồng hồng ruột nha, nhà nhúng chân rồi con mẻ đây ăn rất là tuyệt vời luôn, ăn ngon lắm.
tươi đục ngầu. Cá mới lớn, cá nó mềm thì làm mình làm ta làm hết mình ăn á, ăn thấy ngon thấy nó không ngon, nó lỗi lỗi thì kỳ nhớ không? Không có nhúng tay vô ăn ngon. Nước lẩu ngon, cái mé chua. Còn con cá cuối cùng nữa nha, gán ăn hết con cá nè để bổ. À, mình ăn cá này mình tạm biệt cái nhà nha. Nãy giờ ăn cũng no trai cả nhà, giờ tạm biệt cái nhà, hẹn cái nhà clip sau. Đó, bye bye nha, bye bye, tạm biệt cái nhà nha, hẹn gặp lại clip sau.